Bà chạy bò giống Vinh Nguyễn, mang thích Vinh Long. Xin chào cô chú chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay có dì sáu con đực rất là đẹp nha. Một cặp lớn và bốn con lứa lứa. Tụi mình quay con đầu tiên cho anh chị nha. Con này con kem, kem trụi nha. Xương sóc rất là lớn. Bò này nằm 9 tháng bò rồi. Bò này nằm 9 tháng bò nghe, chiều cao 1m15. Con này là cân nặng là 220kg hơi nha. Con này cân nặng là 220kg hơi. Con này cũng 9 tháng bò luôn, sỏ già mà. Ăn rất là mạnh nha anh chị. Không có bị tật lỗi nha, con này cũng 1m15 luôn. Con kem trắng với con kem vàng này là cặp này 36 triệu. Con kem trắng với con kem vàng này là 36 triệu nha anh chị. Bò lớn nè. Nằm 220kg hơi. Bò nằm 9 tháng tuổi. Chiều cao là 1m15 bò. Nó đang nó uống mình bao cho anh chị hết nha. Bò ăn rất là khỏe mạnh. Xương lớn đòn dài. Và tiếp theo là cái lô này 4 con. 3 con kem vàng, 1 con kem sáp. Thì 4 con này giá là 12.500.000 một con nha. Con kem sáp này dài đít rất là to nha. Ú bò. Bò này nằm 7 tháng tuổi nha anh chị. Chiều cao 1m05 bò. Giống siêu thịt thì nó hơi lùn. 1m05 bò nha. Nó đang nó đúng nha anh chị thấy đó. Ăn cám mà cỏ nó ăn dữ. 4 con này đồng giá là 12.500.000 một con nha. Anh chị cần bò được chỗ bé thì liên hệ với chạy bò Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long nha. Trong video này anh chị ưng ý con nào cặp nào thì liên hệ với mình. Cảm ơn ở Mang Thích Vĩnh Long. Có bò cái nuôi cái thịt đâu nha. Cái chữa mẹ con rất là nhiều nha. Đủ cỡ cho anh chị mình lựa chọn luôn nha. Vì có lâu nào thì mình quay cho anh chị xem. Mình thu mua bò thịt cho anh chị, có bò thịt thì liên hệ mình. Này mình giao bò nuôi cho anh chị nuôi rồi sau này mình bắt lại bò thịt luôn. Nên mình chọn cái mẫu bò nuôi cũng lớn con lắm. Rồi xin chân thành cảm ơn anh chị gần xa đã tin tưởng và ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn ở Vĩnh Long nha. Chúc cho bà con mình chăn nuôi thuận lợi thành công nha. Có con cặp lớn này mẫu bò độ nha, hàng whip. Trong này có con này làm bò giống được.